quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý 1 năm 2020. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tham luận ở điểm cầu các tỉnh, thành phố và một số bộ ngành, phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị đảm bảo từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu khác trên cả nước đều không quá 20 đại biểu tham dự, đảm bảo khoảng cách ngồi trên 2 mét với tinh thần chống dịch ở mức cao nhất. Ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc cần phấn đấu ở mức cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kép về chính trị xã hội cũng như về chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng. Đồng chí yêu cầu qua đây cũng là dịp để từng bộ ngành địa phương cả nước thay đổi công tác quản lý, điều hành thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thành các mục tiêu năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020. Trước mắt, trong quý 2, tiếp tục tập trung hoàn thành các công việc quan trọng, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, làm tốt công tác nhân sự đại hội, chống chạy chức, chạy quyền, xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh.